Hôm nay chúng ta sẽ cài đặt những cái thông số của cái hệ thống spa do công ty Viva sản xuất. Như hiện thị trên cái màn hình thì chúng ta cứ làm theo trên cái màn hình. Đây là cái thông tin của cái tiệm của mình. Mình có thể thay đổi những cái tên của tiệm, địa chỉ, số điện thoại và những cái logo của tiệm của mình. Và cái logo đầu tiên là logo mà sẽ hiển thị trên cái phần mềm. Logo thứ hai là cái logo sẽ được hiển thị khi chúng ta in cái gift certificate. Cái thông tin được khá là quan trọng là email. Cái email này được sử dụng để gửi cái promotion receipt cho khách hàng, cho chủ tiệm hoặc tất cả những cái tính năng mà yêu cầu phải gửi email. Và hệ thống cung cấp ba dạng email là Yahoo, Hotmail và Gmail. Khi mình lưu ý là mình nhập cái mình thì mình cần phải biết là đó là thuộc dạng email nào, Gmail hay Yahoo hay Hotmail. Ví dụ cho tôi ví dụ ở đây là khi tôi nhập cái địa chỉ là Yahoo thì phải chọn là email server là Yahoo. Nếu mà email của mình là Gmail thì phải chọn email là Gmail. Và chúng ta phải chắc chắn là chúng ta phải nhập cái thông tin của địa chỉ email của chúng ta là hoàn toàn đúng, bao gồm cả password. Để kiểm tra bên đó thì chúng ta click vào cái nút này để nhờ cái hệ thống kiểm tra dùm là email này có sẵn sàng để hoạt động hay không. Chúng ta click vào cái nút này. Về hệ thống thì kiểm tra là email này bây giờ đã sẵn sàng được sử dụng. Và đây là toàn bộ cái thông tin về cái location của mình. Chúng ta có thể thay đổi địa chỉ hoặc thay đổi thuế của tiệm. Sau khi chúng ta thay đổi những cái thông số này, chúng ta sẽ nhấn vào nút Save để lưu lại cái thông tin mà chúng ta đã thay đổi. Và nên lưu ý là đây là cài đặt hệ thống thì mình nên cho cái hệ thống phải restart lại cái application để cập nhật lại những cái thông tin mà chúng ta vừa mới chỉnh sửa. Và chúng ta tiếp tục những cái thông số khác của hệ thống. Và đây là cái phần mới của cái hệ thống phần mềm spa chấp nhận thanh toán từ cái thẻ card mua và từ một cái tiệm khác. Ví dụ như chúng ta tiệm của mình chấp nhận những cái card được mua từ cái tiệm này thì chúng ta thêm cái tiệm này vào cái hệ thống của mình. Thông số quyết định hệ thống chạy như thế nào. Đây là cái thông số đầu tiên là mình xác định là mình muốn tự động in bao nhiêu cái receipt. Nếu mà mình để số 2 khi mà mình thanh toán thì hệ thống sẽ in ra hai cái view và kích thước của cái hình chúng ta sẽ đưa vào. Đây là cái chi tiền tiếp mà credit card cho nhân viên. Nếu mà chúng ta muốn nhân viên chỉ được hưởng 80% so với số tiền mà khách hàng tip cho nhân viên thì chúng ta đổi là cái giá trị là 80%. Đây là chương trình giới thiệu khách hàng cũ, giới thiệu khách hàng mới cho tiệm của mình. Và khi một cái giới thiệu khách hàng mới, mình có thể cho khách hàng cũ là 5 đồng hoặc là mình cho giảm giá 10% cho cái phần thanh toán tiếp theo khi khách hàng cũ sử dụng dịch vụ. Khi mà chúng ta chọn vào đây thì hệ thống sẽ tự động in ra một cái coupon để tặng cho khách hàng căn cứ vào
Home Policy mà mình sẽ cài đặt sau này. Khi chúng ta chọn chức năng này, khi khách hàng thanh toán thì sẽ tự động gửi email cảm ơn khách hàng đã sử dụng dịch vụ và đến với tiệm của chúng ta. Một cái option tiếp theo là khi mà khi giới thiệu khách hàng mới vào và nói là có một khách hàng cũ giới thiệu mình vào đây, thì hệ thống sẽ gửi thư cảm ơn đã giới thiệu khách hàng mới vào tiệm của mình. Nếu tiệm của mình có áp dụng tính trừ những cái phí dọn dẹp lau chùi thì mình vào đây, ví dụ như ở đây mình quy định là nếu mà nhân viên làm một ngày là 100 đô thì phải chịu trừ đi cái phí dọn dẹp là 2 đô. Chasing với mục đích là chúng ta sẽ quản lý cho cái việc booking đối với những cái dịch vụ nào có sử dụng ghế như là pedicure, massage. Đây là những cái hình ảnh mà để chúng ta xem cái ghế đó được book hay không, hay là đang sử dụng hay là đang trống, để chúng ta có thể book cho một khách hàng khi có yêu cầu. Và chúng ta quay xe tham số mà chúng ta quy định cho cái việc in ấn. Khi mà chúng ta chọn cái option này, có nghĩa là khi mà nhân viên clock in clock out, nó sẽ in ra một cái tờ giấy nhỏ có ghi giờ vào giờ ra. Và chúng ta chọn chức năng tiếp theo, chức năng này thì khi mà chúng ta thanh toán thì hệ thống sẽ hỏi những nhân viên sử dụng phần mềm là có muốn in hay không in cái receipt. Trên cái receipt, ngoài những cái thông số về barcode thì khi mà chọn chức năng này thì nó sẽ in thêm là receipt số mấy trong ngày, ví dụ như là nó sẽ đếm trong ngày là receipt số 1, 2, 3 tới 100 chẳng hạn. Nếu mà mình chọn vào chức năng này thì hệ thống sẽ thực hiện việc in khi mà chúng ta thanh toán bất kỳ những cái order nào. Chúng ta phải chọn chức năng này khi mà chúng ta muốn khi nhân viên cuối ngày họ clock out đi ra ngoài, họ sẽ được một cái tờ giấy ghi rõ ràng hôm nay họ làm được cái gì, dịch vụ nào và tổng tiền của họ là bao nhiêu. Một cái chức năng cũng khá là quan trọng mà chúng ta cũng cần phải chọn, đó là chúng ta cần phải in check-in ticket cho nhân viên để dẫn khách hàng vào làm sử dụng dịch vụ. Trên cái check-in ticket đó, chúng ta muốn in thêm bao nhiêu dòng trống thì chúng ta sẽ thêm vào đây. Ví dụ như chúng ta muốn in 2 dòng trống, và 2 dòng trống này để cho nhân viên khi mà thực hiện dịch vụ cho khách hàng và khách hàng yêu cầu những cái dịch vụ khác mà trước đây khách hàng chưa kịp book thì nhân viên có thể ghi tay vào cái dòng trống này. Cái option tiếp theo của cái phần cài đặt để mà in ấn là chúng ta muốn tự động gửi cái email tới khách hàng và tới chủ tiệm trước mà khách hàng mới thanh toán. Thì đối với chủ tiệm thì nhằm mục đích là chủ tiệm để biết là hôm nay có khách hàng nào trả tiền cho cái tiệm của mình, và đối với khách hàng thì họ cần phải coi lại là thì ship của mình có đúng hay không và số tiền mình trả có đúng hay không. Phần tiếp theo là phần hiển thị
Trên màn hình checkout thì có rất nhiều cái service được hiển thị, chúng ta có thể chọn là hiển thị đầy đủ tên của cái dịch vụ hoặc là tên viết tắt của cái dịch vụ đó. Cái option tiếp theo là chúng ta thường đa số là những cái tiệm khác người ta sẽ lựa chọn cái chức năng này vì người ta không muốn là những nhân viên không có mặt tại tiệm mà hiển thị trong cái danh sách của nhân viên để chọn booking hoặc check out. Chức năng này cũng khá là quan trọng. Credit term thường những cái tiệm người ta sẽ bỏ chọn cái chức năng này thì vì người ta sợ nhân viên thanh toán sẽ nhắn vào đây sẽ nhầm lẫn với việc thanh toán credit online. Chỉ khi chọn chức năng này, chỉ khi internet của cái tiệm của mình có vấn đề thì mình sẽ cho chức năng này lên và cho thông báo cho nhân viên là sử dụng chức năng này để hệ thống lưu lại toàn bộ cái thông tin của cái credit card của khách hàng. Sau đó chúng ta thực hiện thanh toán sau khi mà internet có trở lại. Cái phần hiển thị lịch book hiển thị trên màn hình, chúng ta muốn cái lịch của chúng ta sẽ hiển thị từ mấy giờ đến mấy giờ thì chúng ta sẽ thay đổi cái giá trị ở đây, và ở đây tôi đang cài đặt là hiển thị từ 8 giờ sáng đến 11:30 tối. Và có một cái quy định nữa mà chúng ta cũng phải thêm vào là đối với những cái dịch vụ mà chúng ta không có cái duration cho cái dịch vụ đó thì hệ thống sẽ tự động lấy duration mà được khai báo ở trong cái hệ thống này sẽ được cài cho cuộc hẹn của khách hàng. Phần chi commission, chúng ta có hai lựa chọn. Chúng ta có thể chi commission theo cái giá in trên cái menu của tiệm, hoặc là chúng ta chi commission theo cái giá thực tế mà chúng ta đã giảm cho khách hàng. Thì ở đây tôi chọn cái chức năng là chi theo cái giá mà trên cái menu, và chúng ta chọn cái chức năng có chi cái phần trăm khi mà bán cái sản phẩm hay không ngoài cái chi tiền thực hiện dịch vụ. Cái quy trình xử lý những cái cuộc hẹn của khách hàng sẽ có hai cái quy trình ống cung cấp. Thứ nhất là chúng ta có quy trình thứ nhất là chúng ta sẽ book một cái cuộc hẹn cho khách hàng, sau đó chuyển cuộc hẹn vào check-in và chuyển cuộc hẹn làm cái dịch vụ và thanh toán. Cái cách thứ hai để chúng ta xử lý một cuộc hẹn là chúng ta lấy một cái appointment của khách hàng, sau đó chúng ta sẽ chuyển vào check-in, có nghĩa khách hàng đã tới tiệm và sau đó thì chúng ta thực hiện thanh toán. Chúng ta có bao nhiêu composition ở trong cái tiệm của mình thì chúng ta sẽ thêm vào đây, ví dụ như cashier, technique, chúng ta thêm vào đây. Đây là cái pinpad. Chắc nếu một quý vị mua cái hệ thống thanh toán mà dùng cho debit thì nhân viên kỹ thuật của công ty Viva sẽ hỗ trợ quý vị cài đặt thông số này. Đây là cái phần chúng ta muốn cái hệ thống nhắc nhở chúng ta về cái appointment của khách hàng để chúng ta có thể gọi điện thoại và nhắc nhở họ, hoặc là những cái nhắc nhở khác đối với lại cái membership, đối với những cái ngày sinh nhật của khách hàng.
Bây giờ nếu mà chúng ta muốn nhờ hệ thống nhắc nhở 3 lần, lần thứ nhất trước một ngày khi mà cuộc hẹn bắt đầu, lần thứ hai trước 2 tiếng khi cuộc hẹn bắt đầu, và lần thứ ba trước 15 phút khi cuộc hẹn bắt đầu. Và chúng ta không muốn hệ thống phải gửi liên tục, là chúng ta muốn 15 phút hệ thống sẽ tự động nhắc chúng ta một lần, thì chúng ta sẽ thêm cái giá trị ở đây là 15 phút. Về cái email template có nghĩa là quý vị xây dựng một cái email có hình ảnh, có những nội dung giới thiệu về tiệm của mình, giới thiệu về những cái chương trình khuyến mãi chúng ta sẽ giới thiệu trong cái phần sau. Về cái phần coupon policy như đã trình bày ở phía trước, là khi mà khách hàng thanh toán một cái order mà bao nhiêu tiền đó, thì mình sẽ cho khách hàng một cái coupon khuyến mãi trị giá bao nhiêu tiền đó. Và đây là cái phần chúng ta sẽ xây dựng cái chính sách đó. Bây giờ chúng ta sẽ xây dựng chính sách là khi mà khách hàng thanh toán 200 đồng thì sẽ được một cái coupon, và trên cái coupon đó quý vị muốn để lại những cái lời nhắn như thế nào đó trên coupon đó, thì mình sẽ thêm vào đây. Ví dụ như tôi thêm vào đây là coupon này chỉ có giá trị áp dụng cho Medicare. Và chúng ta muốn là coupon này sau bao nhiêu ngày sẽ được sử dụng. Ví dụ chúng ta sẽ phát hành được coupon này, chúng ta nói là coupon này sẽ có giá trị sau 10 ngày, và kể từ 10 ngày in ra thì nó sẽ được sử dụng tối đa trong 3 ngày, nếu mà quá 13 ngày sẽ hết hạn. Và chúng ta sẽ lưu lại cái giá trị mà chúng ta cài đặt vào cái phần khách hàng sử dụng cái coupon này để mà thanh toán. Thì mình có quy định là mua hàng trên 100 đồng thì mới được sử dụng cái coupon mà mình in ra cho khách hàng. Và đối với 100 đồng đó thì sẽ cho khách hàng một cái coupon trị giá 10 đồng, hoặc là cái giá trị này là phụ thuộc vào tiệm của mình có thể thay đổi một cái gì gì khác tùy theo cái nhu cầu và tùy theo khách hàng. Phần này cũng khá quan trọng là đối với cái giá của dịch vụ chúng ta giảm giá cho khách hàng, thì chúng ta phải thỏa thuận là tiệm của mình là nhân viên sẽ chịu 100%. Đây là cái thông tin mà chúng ta sẽ cài đặt cho cái payment gateway để thanh toán cái credit online. Nếu quý vị chưa có thì quý vị liên hệ với công ty Aviva Technology để đăng ký một cái merchant cho mình. Đây là quy định của giờ làm việc trong tuần. Chúng ta có thể là tiền của chúng ta nên làm việc từ thứ hai cho tới thứ sáu và những cái ngày làm việc của trong tháng. Và cái giờ mở cửa của mình có thể quy định là từ thứ hai, ba, tư, sáu, bảy, chủ nhật, và từ mấy giờ đến mấy giờ. Chúng ta có thể chọn là default thì hệ thống sẽ tự động căn cứ vào những cái thông tin mà chúng ta cài đặt trước đây. Cái thứ hai là chúng ta có thể áp dụng cái chính sách overtime hay không. Chúng ta sẽ quy định là thứ hai sẽ làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ. Cái này có ảnh hưởng tới cái việc tính lương đối với những cái nhân viên nào mà tính lương mà phải clock in clock out ngày. Đây là những cái thông số mà kỹ thuật server khi chúng ta có một cái email mà do công ty Viva tạo cho quý vị, và cái thông số này thì sẽ được nhân viên kỹ thuật của Viva sẽ hỗ trợ và nhập vào đây cho quý vị.